nghìn đồng số, hóa đơn tăng vọt ai dám dùng, Bạc Liêu, Long An, tỉnh Tiền Giang thể hiện quan điểm không đầu tư dự án nhiệt điện than, mà chỉ đầu tư bằng khí hóa lỏng, LNG, lý do quen thuộc được các địa phương này đưa ra là do lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường. Thông tin của Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo Bộ Công Thương cho hay, hiện nay Việt Nam có 7.200 MW điện khí, chiếm khoảng 16% tổng công suất hệ thống, trong đó, khu vực Đông Nam Bộ với 10 nhà máy có tổng công suất 5.700 MW gồm nhà máy điện Phú Mỹ, Bà Rịa và nhà máy Nhân Trạch 1,2 sử dụng nguồn khí mỏ Nam Côn Sơn, Cửu Long, khu vực Tây Nam Bộ với hai nhà máy Cà Mau 1,2, tổng công suất khoảng 1.500 MW sử dụng nguồn khí mỏ PM3, cái nước, dự kiến đến năm 2020, công suất nhiệt điện khí là gần 9.000 MW, nhưng chỉ chiếm 14,9% công suất toàn hệ thống, xếp sau thủy điện và nhiệt điện than, năm 2030. Nhiệt điện khí tăng lên 1900 MW, thêm 12.000 MW so với hiện nay, chiếm 14% công suất toàn hệ thống. Giai đoạn tới là sự góp mặt của các nhà máy điện sử dụng nguồn khí trong nước gồm miền Trung 1,2, Dung Quất 1,2,3 sử dụng khí mỏ cá voi xanh, ô môn 2,3,4. Cùng với sự gia tăng nhiệt điện khí, thì khả năng cung cấp khí cho phát điện là không thể xem nhẹ. Dự kiến, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu lượng lớn khí. Theo vụ dầu khí và than bộ công thương, khả năng cấp khí cho sản xuất điện năm 2019 sẽ được đảm bảo khả năng cấp khí tại khu vực Đông Nam Bộ sẽ được duy trì ở mức sản lượng như hiện nay đến hết năm 2022. Từ năm 2023, sản lượng khí cấp về bờ sẽ bị suy giảm mạnh và bắt đầu thiếu khí tại khu vực Đông Nam Bộ, với mức cấp khí từ thượng nguồn và huy động tại hạ nguồn như hiện nay. Dự kiến quyền lấy bù khí của PVN sẽ hết vào tháng 10 năm 2019. Sau thời điểm cân bằng, khả năng cấp khí của PVN qua đường ống PM3, Cà Mau sẽ chỉ còn một nửa giảm nhanh từ 2023 và ngừng cấp khí từ năm 2028. Với tổng công suất các nhà máy điện khí giai đoạn 2030 khoảng 19.000 MW sẽ cần khoảng 22 tỷ m ba khí, trong đó khoảng gần 50% là từ nguồn LNG nhập khẩu. Ngoài ra, xu hướng giá khí cao sẽ là thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến giá điện. So với nhiệt điện than, nhiệt điện khí được đánh giá là sạch hơn, nhưng đi kèm với nó là giá điện cao ngất ngường. Nhiệt điện khí hiện có mức giá cao tốt đầu trong số các nguồn điện. Thủy điện giá sấp xỉ 1.000 đồng trên kWh, còn nhiệt điện than sấp xỉ 1.500 đồng trên kWh, điện gió là 1.900 đến 2.200 đồng trên kWh, điện mặt trời khoảng 2.100 đồng trên kWh. Tuy nhiên giá điện khí, theo tính toán sơ bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá trung bình của nhiệt điện khí sử dụng khí lô B lên tới 2.800 đồng trên kWh.